Ở đây chúng ta vẫn sử dụng cấu hình là một con 33C. Rồi fiber CP và chắc CP300 và EM277. Cũng tạo master cấu hình bình thường. Cấu hình phần cứng như hôm qua chúng ta sử dụng là cái module ở đây. Thay đổi địa chỉ cho dễ nhớ. Rồi, lấy thêm CP. Rồi, giờ tạo một network luôn ở đây cũng được. Tại vì nếu không chúng ta xíu nữa chúng ta phải click vào nó rồi chọn lại bật chức năng này lên thì nó đòi chúng ta chọn luôn. Chọn OK. Rồi, nó có mạng rồi. Đấy, cái hồi hôm mà xíu nữa em sẽ hướng dẫn là SKGD file nào, ở trong này luôn. À, đây, NodeDB, giờ chúng ta chọn là master. Rồi, chọn OK. À, tạm thời xem lại cái đã. Trong trường hợp của chúng một số trường hợp là chúng ta chưa có những cái station ở trong này, hoặc chưa có những cái trạm, hoặc là một cái thiết bị của hãng khác, hay là với các thiết bị module ở đây mà chúng ta xài những phần mềm vật sân cũ mà chưa có, thì chúng ta phải đưa cái GD file của nó kết nối vào trong phần mềm. Ở đây chúng ta kết nối như này, option Intron GD Pro, chọn đường dẫn tới cái folder của chúng ta. Ví dụ ở đây em chọn là chuyển sang đây trong đây 2 GD file. Cái module EM277 là chúng ta cũng phải gắn vào để chúng ta mới có thể sử dụng được. Thì mình tìm tới cái EM277. EM277 thì những cái này chúng ta có thể download trên mạng về cũng được để chúng ta xài. Hầu rồi, click vào nó, chọn Intron. Rồi, sau khi mình chọn xong nó báo success là OK. Lâu lại và nó sẽ tự động reload lại cái catalog. Và thiết bị về Rofibus của chúng ta ép vô thông thường nó sẽ nằm, nó nằm trong khu vực như thế này. Edition, những cái phần mà Edition Field là dành cho third party. Còn những cái mà phần từ Control Up, Control này sửa xuống á, gần như nó sẽ là của Siemens, những sản phẩm của Siemens. Còn nếu không chúng ta có thể đưa sản phẩm vào rồi chúng ta đánh cái mã, ví dụ em đánh cái là EM277 ở đây, nó sẽ dò ra cái vị trí cho chúng ta để tìm lợi trong cái chế độ sống. Thì em cầm em đưa vào đây thôi. Rồi địa chỉ mình cho nó là địa chỉ 3 chẳng hạn. Địa chỉ 3 chẳng hạn. Chọn OK. Khi chúng ta chọn địa chỉ 3 như thế này thì trên phần cứng của chúng ta cũng phải chuyển về cái vị trí số 3. Rồi chúng ta ở đây chúng ta quên một cái thao tác, đó là mới lấy cái module này ra chúng ta chưa khai báo cái giao diện chuyển nhận. Thì với những cái module mà gắn rời, hoặc ví dụ như EM277 biến tần, hoặc là những cái thiết bị của third party á, thì chúng ta phải chọn bao nhiêu thông số chuyển nhận để đưa vào sử dụng. Ở đây thì chúng ta chọn dữ liệu ít thôi, chúng ta chọn 2 byte in 2 byte out thôi. Còn không thầy sử dụng là universal cũng được.
Tức là đa năng ở đây là tùy chúng ta lựa chọn. Còn những cái phía dưới là nó sử dụng có sẵn. Ở đây mình thích sử dụng là universal. Sử dụng 23 in out chứ không dùng universal. Cái địa chỉ ở đây là địa chỉ truyền nhật trên con UCP này. Đó, địa chỉ cho đó. Thì chúng ta sẽ thay những cái địa chỉ này. Ví dụ như thay bằng 10 chẳng hạn. Thay thấy nó sẽ thay đổi. Rồi, tuy nhiên trên cái EM277 này chúng ta cũng phải khai báo. Chúng ta double click vô. Chọn vào parameter assessment. IO offset in the memory. Tức là vùng nhớ chúng ta sử dụng để trao đổi vận chuyển những dữ liệu để làm mát, đó là vùng nhớ V chứ không phải IQ giống như là 300 với 300 hay 300 với 400 là sử dụng là V. Ở đây thì em sẽ đánh vào, ví dụ như em sử dụng vùng nhớ khoảng 100 đi. 100 ở 100 này em xong rồi em sẽ save compile. Đóng lại. Đóng cửa sổ giao diện config hardware này lại. Vì vậy thôi. Trong cái ý nghĩa mà quả một thầy có thể thao tác trên máy tính một thầy tùy. Nhưng mà tất nhiên là thầy nhìn đây làm xong rồi chúng ta sẽ làm lại. Tại vì giờ hướng dẫn từng bước rồi từng thầy làm rất là lâu. Ở đây là chúng ta làm xong rồi thầy sẽ coi lại và xíu nữa thầy làm. Nó sẽ nhanh hơn. Rồi cái chỗ mà 100 đấy có nghĩa là gì? Đây là PUC 200 này. PUC 200. PUC 300. Giả sử là mình có hai con PUC như thế này thì hôm nay cái chỗ mà đây á, ví dụ như là in chẳng hạn. Đây là ao. Đây là in. Đây là ao. Thì chúng ta tạo ra những cái để giải thích cho nó dễ dàng. Giả sử vậy thì đây chúng ta sẽ có là hôm nay như là chúng ta sử dụng 23 đúng không ạ? 23 chuyển nhận thì nó sẽ là dùng từ là VB 100. Mình ban đầu sẽ là nhập, mình sử dụng 23 do đó nó sẽ nên là VB 101. Đây là bài nhận của nó. Còn bài truyền của 200 thì nó sẽ là VB 102 đến VB 103. VB 103. Rồi chúng ta sẽ có thêm là bên 300 á, thì chính ra cái vùng nhớ chính xác là vùng nhớ buffer, nhưng mà nhiều con PUC khác có sẵn buffer sử dụng IO ảo trên PUC nên chúng ta cứ đặt là Q đi.
QB10 đến QB11. Cái này là out. Còn in IB10 IB11. Rồi, hôm nay chúng ta cấu hình cái giao diện chuyển nhận như vậy. Hôm nay chúng ta cấu hình cái giao diện như vậy. Thì cái điều này muốn cho nó thằng 200 sẽ nhận từ cái quy này đưa qua. Đó. 200 sẽ nhận từ quy đưa qua. À, cái này không. Đó, cái giao thức truyền nhận thì nó truyền nhận chéo như thế này, tức là vùng nhớ này, vùng nhớ từ 100 tới 101 á, chúng ta khai báo hồi nãy là 100 á, thì nó sẽ nhận quy của 300 lưu truyền cho anh. Tuy nhiên ở đây này chúng ta chỉ sử dụng CP nên cái quy ảo này chính là vùng nhớ buffer để chúng ta đặt vào thôi. Đúng thầy, cái này chẳng qua là hôm nay chúng ta khai báo 23 thì 100 về 101 sẽ là truyền. À, sẽ là nhận, còn truyền nó sẽ bắt đầu là VB102 tới VB103, tại vì cái vùng nhớ chúng ta khai báo là 23 email. Còn cái phía bên đây đó là những cái có sẵn rồi mà chúng ta khai báo trong phần này. Đây em sẽ lưu lại file này. Cái đủ này nè. Rồi, mình sẽ đóng cái này lại. Rồi em cứ mở cái này xuống. Giống như hôm qua chúng ta tạo thay vì chúng ta xài NM thì nhiều khi chúng ta NM dùng để làm chức năng khác thì chúng ta xài vệ phí hoặc là chúng ta khó quản lý, chúng ta tạo ra một cái data block. Chúng ta đặt lại symbol object property và symbol là send đi. Send Damonic. À, chọn cái ở đây là e send, chọn kiểu mà array. Mình tạo ra khoảng 100 byte. Còn thích bao nhiêu thì cũng được, miễn sao là nó đủ cái số lượng chúng ta yêu cầu. À, giờ em sẽ bài luôn. Mình tạo ra một cái receipt. Còn nếu không chúng ta tạo trên một cái file này cũng được, tùy chúng ta. Thì nếu thầy quen rồi thì tạo ra cho một file thì thầy sẽ nhớ. Nhưng còn mà mình chưa quen á thì mình cứ tạo ra hai cái không sao cả, trong quá trình mình thử nghiệm mình nghiên cứu này kia nó có thể phù hợp. Ở đây rồi mình sẽ tạo ra thêm một cái data block nữa, mình đặt tên là PC. Chọn kiểu bấm chữ phải, chọn kiểu dữ liệu là array. Mình cũng tạo ra 100 byte thì không sao cả. Save lại. Rồi. Trong master á, tức là trong con 300 á, thì chúng ta vẫn làm giống như hôm qua chúng ta gọi truyền nhận.
chuyển dữ liệu sang EM277. Chuyển dữ liệu từ EM277. Ở đây thì chúng ta vẫn sử dụng cú hàm truyền thông giống như hôm qua. Semantic CV CV Sen. Cái vùng mà quả địa chỉ bắt đầu của cái module đó, đó là 256. Giống như hôm qua thì nó chuyển sang hạt xa, đó là 100, thì mình đánh là 16 tăng 100. Vùng nhớ sen mình bắt đầu sẽ sen từ P thăng db1.dbx0.0, đúng không ạ? Mình chuyển nhận 2 byte và bắt đầu là từ 10. Do đó là sẽ là 10 cộng 2, nó sẽ là byte 13. Tại sao byte 13? Tại vì cái số quả 12 được rồi, byte 12. Byte 12 không 10, 10 là 11, 11 là 12, đủ rồi. Sẽ cộng thêm một cái byte dữ liệu chuyển trên, sẽ cho là 13 đi, không sao cả. Chúng ta có thể đặt nhiều hơn cái số này, tuy nhiên miễn sao cái vùng dữ liệu mà chúng ta sử dụng nó nằm trong cái tập này là ok. Ví dụ thầy đặt là từ 0 tới 100 cũng được luôn, nhưng mà dữ liệu nó mình sử dụng á, nó chỉ có là db1.db b10 và b11. Có thể là mình khai báo nhưng mình không sử dụng hết, không sao cả. Ở đây em sẽ sử dụng là m0.0 và 0.1, em gộp 2 chẳng hạn. Giờ tới là receive, sẽ là p thăng db2 là nhận này, db x 0.0, mình cho khai báo giống nhau luôn đi, 13, m0.2, m0.3, em gộp 4, MB1 chưa xài, mình sử dụng MB1. Mình xài làm sao cho vùng nhớ của mình nó cũng tiết kiệm. Như vậy là mình đã truyền dữ liệu xong, nhưng mà mình hiển thị ra ở ngoài, hiển thị ra out, tức là mình sẽ nhận dữ liệu, mình sẽ sử dụng lệnh move sẽ là db2.dbb10. Chúng ta có thể sử dụng luôn 2 byte cũng được, hoặc 1 byte cũng được, tùy mọi người. Ở đây chúng ta hiển thị ra đây qb1, qb0. Còn giờ nếu chúng ta muốn sử dụng cả 2 byte luôn, không sao cả, thay bằng cái này là db2.dbb11 và mình hiển thị ra qb1, được không ạ? Đây là nó nhận rồi. Ở đây mình cho nó nằm gần nhau đi, tác động truyền dữ liệu. Mình sẽ làm u ib0 vào db1.dbb10 và đây sẽ qua là 11, đúng không? Ở đây mình truyền nhận 2 byte luôn. Còn nếu có thể mình chỉ sử dụng 1 byte truyền nhận không sao cả. Rồi, như vậy là trên con 300 chúng ta đã khai báo xong, và phần mềm mà chúng ta khai báo xong, chúng ta vậy là xong rồi. Ok, mình sẽ nén cái này là
CP300 rồi Firebird CP EM277. Đó, tên này nó không chịu. Rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần viết thêm chương trình cho 200 nữa. Chương trình 200 viết đơn giản thôi, đó là một cái thanh ghi chuyển nhận thôi. Ở đây mình sẽ có MUB cũng được. MUB thì mình phải sử dụng hai lệnh rồi mình MU từng cái, hoặc em sử dụng theo thứ tự đúng luôn, là MU theo gọt luôn cũng được. SM 0.0, V gọt 100 đưa sang là quy quật không. Rồi tại sao này mà v quật 100 đưa sang quy quật không? Tại vì hai bài này góp lại chính là v quật không, à, v quật 100. Rồi chúng ta sẽ đem cái v quật này chúng ta đưa sang cái hiển thị ở ngoài cái con ra quy, thì mình hiển thị hết cái quy chúng ta có trên con 200 luôn, quy quật. Tất nhiên là có những cái bit nó sẽ không hiển thị được, tại vì trên con 200 của chúng ta có 10 ao thôi, nên nó sẽ là nếu mà chúng ta tác động on hết thì chỉ có 10 ao sáng. Rồi chúng ta sẽ làm thêm cái là chỗ này y quật không, mình sẽ đưa vào gì ạ? Đưa vào là V quật 102, đúng rồi. Đặt chương trình đưa vào hai cái thanh ghi VB này, thì hai thanh ghi này là V quật 102, và từ đó chúng ta đẩy dữ liệu sang buffer, còn lại là CV sẽ nằm trên cái đoạn này lấy dữ liệu. Đây, như vậy là xong. Override, check lại xem. Rồi ok, vậy đã đủ. Có 3 file, 2, 1 file project, 1 file hình và 1 file của 200. Tới đây việc còn lại của chúng ta là chúng ta sẽ download cái phần mềm này xuống